Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Như ý, cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản tin thời sự trong ngày hôm nay của chúng tôi. Tuyên bố của Đức Hồng Y Thượng Phụ Jerusalem về vụ sát hại hai người Công giáo trong khuôn viên nhà thờ. Đức Hồng Y Thượng Phụ Jerusalem, Pia Battista Isabella, vừa ra tuyên bố liên quan đến vụ sát hại hai người Công giáo trong khuôn viên nhà thờ Thánh Gia ở Gaza. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Tuy Vân. Khoảng trưa hôm nay, thứ Bảy 16 tháng 12 năm 2023, một tay súng bắn tỉa của lực lượng phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF, đã sát hại hai phụ nữ Công giáo bên trong giáo xứ Thánh Gia ở Gaza, nơi phần lớn các gia đình Công giáo đã trú ẩn kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Nahida và con gái Sama của cô bị bắn chết khi họ đi bộ đến tu viện nữ tu. Người mẹ đã thiệt mạng khi cô cố gắng đưa con gái mình đến nơi an toàn. Bảy người nữa bị bắn và bị thương khi họ cố gắng bảo vệ những người khác bên trong khuôn viên nhà thờ. Không có cảnh báo nào được đưa ra. Không có thông báo nào được đưa ra. Họ bị bắn một cách máu lạnh trong khuôn viên của giáo xứ, nơi không có kẻ hiến chiến nào cả. Sáng sớm hơn, một hỏa tiễn được bắn từ xe tăng của IDF đã nhắm vào tu viện nữ tu mẹ Teresa của dòng thừa sai Bác Ái. Tu viện là nơi ở của hơn 54 người khuyết tật và là một phần của khu nhà thờ, được coi là nơi thờ phượng kể từ đầu chiến tranh. Máy phát điện của tòa nhà là nguồn điện duy nhất và nguồn nhiên liệu đã bị phá hủy. Ngôi nhà bị hư hại do vụ nổ và hỏa hoạn lớn. Hai quả hỏa tiễn nữa do xe tăng IDF bắn nhằm vào cùng một tu viện và khiến ngôi nhà không thể ở được. 54 người khuyết tật hiện đang phải di dời và không được tiếp cận với mặt nạ phòng độc và một số người trong số họ cần để tồn tại. Ngoài ra, do vụ đánh bom dữ dội trong khu vực, nên đêm qua có 3 người bị thương bên trong khuôn viên nhà thờ. Hơn nữa, các tấm pin mặt trời và bể chứa nước, những thứ không thể thiếu cho sự sống còn của cộng đồng đã bị phá hủy. Cùng nhau cầu nguyện đến toàn thể cộng đồng Kitô giáo, chúng ta bày tỏ sự gần gũi và chia buồn với những gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm kịch vô nghĩa này. Đồng thời, chúng tôi không thể không bày tỏ rằng chúng tôi không thể hiểu được làm thế nào một cuộc tấn công như vậy có thể được thực hiện. Thậm chí còn hơn thế nữa khi toàn thể giáo hội đang chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Tòa Thượng phụ Latin tại Jerusalem theo dõi tình hình đang phát triển này với sự quan tâm sâu sắc và sẽ cung cấp thêm thông tin khi cần thiết. Đoạn video được công bố vào tháng 11 năm ngoái cho thấy không có vũ khí, chiến trường tàn bạo hay các binh lính. Phản ứng của giáo hội chính thống Ukraine trực thuộc Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa trước việc mừng Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kyiv sáng Chủ nhật 17 tháng 12, Olina Matviva, phát ngôn nhân Bộ Nội vụ Ukraine ghi nhận rằng, trong khi đa số người Ukraine hân hoan mừng lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12, một số thành phần trong giáo hội chính thống Ukraine trực thuộc Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa đã có những biểu hiện không hài lòng. Trên các mạng xã hội, một số thành viên của giáo hội này bài bác việc cử hành lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12, theo quyết định của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Bên cạnh đó, âm thanh của những bài hát Nga yêu nước vang vọng khắp các nhà thờ của UOC. Olina Matviva cảnh cáo các biểu hiện như thế phải chấm dứt trước khi bị xử phạt. Tháng 5 2022, Giáo hội chính thống Ukraine trực thuộc Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa gọi tắt là UOC-MP đã cắt bớt cái đuôi MP, nghĩa là trực thuộc Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa, và từ đó được gọi vắn tắt là UOC. Nhưng theo truyền thống, họ vẫn trung thành với Giáo hội chính thống Nga, và nhà lãnh đạo hiện tại của Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa là Thượng phụ Kirill, người đã công khai ủng hộ cuộc xâm lược tàn bạo của Mạc Tư Khoa, và gọi việc cử hành lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 là một biểu hiện của ma quỷ. Diễn biến này xảy ra khi Quốc hội Ukraine đang đề xuất luật cấm các nhà thờ chịu ảnh hưởng của Nga hoạt động ở Ukraine. Trong một thái độ mang tính chất thách thức, Tổng giám mục Clement của UOC tin rằng
luật đó sẽ chỉ đẩy giáo hội của ông xuống lòng đất. Bách hại là gì nếu không phải là điều này? Trong tổng số 43 triệu 500 ngàn dân Ukraine, có tới 17.3% là người gốc Nga. Trong số những người Ukraine, không thiếu những người vẫn hoài vọng về thượng phụ Kirill, người đã nhiệt liệt ủng hộ cuộc xâm lược của Putin vào quốc gia họ. Cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước của người Ukraine do đó rất chông gai. Sau khi đâm một linh mục, tên sát thủ nằm lên người ngài tạo thành một thánh giá. Nghi phạm trong vụ sát hại một linh mục ở Nebraska được phát hiện nằm đè lên nạn nhân tạo thành hình thánh giá, trong khi cha sở đang chảy máu đến chết. Theo bản khai có tuyên thệ nộp tại tòa án quận Washington của cảnh sát, viên chức trả lời cho biết trong hồ sơ tòa án rằng ông nhìn thấy nghi phạm Kiari Williams, 43 tuổi, nằm vuông góc trên ngực cha Stephen Gussell, 65 tuổi sau vụ đâm. Cha Gussell là cha sở của giáo xứ St. John the Baptist ở Fort Calhoun, Nebraska, đã qua đời vì vết thương vào cuối buổi sáng hôm đó. Sĩ quan cảnh sát thuộc đội phản ứng cho biết trên đầu người đàn ông da trắng là cha Gussell. Có một người đàn ông da đen là Williams đang nằm trên người, lưng áp vào vùng ngực của người đàn ông da trắng. Người đàn ông da đen đang nằm trên người nạn nhân theo kiểu vuông góc với chân hướng vào bếp. Viên chức này cho biết ông đã vào nhà xứ ngay sau 5 giờ sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 12 sau khi vị linh mục gọi 911 để trình báo về một kẻ đột nhập nhà có mang dao. Khi viên cảnh sát đến 6 phút sau, anh ta tháo khẩu súng lục, bước vào tòa nhà và thông báo sự hiện diện của mình. Tôi nghe thấy một giọng nam hét lên, "Ở đây!" Sau đó là tiếng la hét khác mà tôi không thể hiểu được. Viên cảnh sát nói trong bản khai. Sau đó tôi nghe thấy giọng nói hét lên, "Giúp tôi với." Tôi trả lời bằng cách hỏi còn ai ở trong nhà không, và giọng nói đó nói rằng có kẻ đột nhập. Theo bản tuyên bố, khi viên cảnh sát nhìn thấy cha Gussell, vị linh mục đã có một vết rách nghiêm trọng trên mặt và chảy máu rất nhiều. Bản khai cáo buộc rằng các cảnh sát đến hiện trường để hỗ trợ và thực hiện các biện pháp cứu sống cho Gussell, đã xác định được nhiều vết rách hơn trên mặt, tay và lưng của cha. Mặc dù Williams đã tuân theo lời cảnh sát tại hiện trường, nhưng bản khai cho biết anh ta đã trở nên hung hăng trong phòng thẩm vấn. Cảnh sát cho biết anh ta hung hăng đứng dậy, đẩy chiếc bàn ra xa mình và tiếp cận viên cảnh sát một cách hung hãn và vội vàng. Với sự hỗ trợ của hai nhân viên cải huấn, bản khai tuyên thệ cho biết Williams đã được ngồi trên ghế kiềm chế. Williams bị buộc tội giết người cấp độ 1 và 3 trọng tội khác, sử dụng vũ khí nguy hiểm hoặc chết người để phạm trọng tội, trộm cắp và sở hữu vũ khí bởi người bị cấm. Williams là một tội phạm bị kết án vì tàn trữ cocaine, đã chạy trốn cũng như trốn tránh cơ quan thực thi pháp luật bằng vũ khí chết người. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện để Chúa nhân từ và tình yêu sẽ chào đón cha Gussell vào vương quốc của Ngài. Đức Tổng Giám mục George Lucas của Omaha nói trong một tuyên bố ngày 11 tháng 12, xin Đức Mẹ chuyển cầu cho tất cả chúng ta khi chúng ta đau buồn trước cái chết của Ngài. Nhà thờ Thánh John the Baptist, nơi cha Gussell làm chánh xứ, sẽ tổ chức lễ viếng vào lúc 4 giờ chiều Chủ nhật ngày 17 tháng 12 và buổi cầu nguyện và lần hạt mân côi vào lúc 7 giờ tối hôm đó. Thánh lễ an táng của Ngài sẽ được cử hành tại nhà thờ Thánh Cecilia ở Omaha lúc 11 giờ 15 sáng thứ Hai, ngày 18 tháng 12 và Ngài sẽ được an táng tại Nghĩa trang Calvary. Thank you.
trần thế, một chuyện tình say đắm muôn thế hệ, làm nhỏ bao châu lệ, làm đuổi muôn ly chi. Emmanuel, một cuộc tình chẳng muốn đăng hồ đôi, một cuộc tình gây chấn động đất trời. Thiên Chúa yêu con người, hạ sinh xuống cõi đời. Tim con giờ đang đau nhói, nhân gian đón Chúa muôn trùng. Bethlehem gió rét lạnh lùng, chẳng nơi tạm dù. Dâng lên mền dấu hồi nồng, dâng lên vành nối giá băng. Bàn dê với chiên mục đông khó nghe. Trần thế một chuyện tình say đắm muôn thế hệ, làm nhỏ bao châu lệ, làm đuổi muôn ly chi. Emmanuel, một cuộc tình chẳng muốn đăng hồ đôi, một cuộc tình gây chấn động đất trời. Thiên Chúa yêu con người, hạ sinh xuống cõi đời. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến
và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.